Hello, xin chào tất cả mọi người ạ. Vâng, theo những cái đường bay này thì chúng ta chỉ có thể bay vào Pecado thôi. Một nơi có thể gọi là địa điểm tụ tập ăn chơi của anh em PUBG Mobile. Và vào đây thì chúng ta sẽ được đập phá tưng bừng tơi tả. Vâng, thằng nào yếu sinh lý thì sẽ để lại một cái hộp. Ok. Dạo gần đây thì mình không thể ra clip thường xuyên được, anh em thông cảm nhá. Tại vì mình đi Hà Nội dự cái sinh nhật của Godfine Legend. Cũng khá là vui, nhưng mệt thế bà, vì làm clip không nổi luôn. Nãy giờ mình chơi toàn được top 2 à. Mệt quá, không có làm nổi. Ok, vào bắn không cảm xúc mà. Bình thường mình bắn mình còn bắn có tí cảm xúc, chơi nó vui. Bây giờ bắn người cứ đờ đờ ra. Ui dồi ôi, đông thế. Ui, cầu M4 vãi xoài. Ok, có UMP rồi, té thôi. Ê, không thể bỏ qua được một cái khẩu súng ngon như này. Ôi dồi ôi, đông vậy rồi. Nhìn cái gì? Nhìn này. Còn hai thằng TL3. Ok, fine. Ôi dồi ôi, súng đạn gì mà nhiều thế này. Lấy cái mũ à, cứu lấy. Ơ kìa, vô lý. Cứu là cứu thế đích nào được. Xuống đi, đúng rồi. Đấy, ôi dồi ôi. Ồ, chưa chết à. Lầy thì chưa chết này. À, còn một thằng nữa. Xuống đây. Sau lưng này. Sao không quay lại cứu bạn đi? Đuổi theo làm cái gì? Ngu người. Vâng, clear team. Ok, mình sẽ vứt đi những cái khẩu súng mà không thể dùng được. Dùng được nhưng cơ bản thì nó yếu quá. Đầu trận thôi, cuối trận thì các bạn không nên cầm làm gì. Tại vì đam mấy khẩu này như kiểu là mũi chỉ inox vậy, bắn mãi không chết đâu. Lại đưa ra đây. Bót hay người vậy? Vâng, không biết luôn, chịu. Cái game này thì nó sầm xà lắm. Rồi, chết luôn rồi. Phải bắn thế mà không chết luôn thì. Bây giờ hôm nay mình sẽ bắn AK và cố gắng kiếm thêm khẩu sniper như K98 hoặc M24 nữa thì tuyệt vời. Nhìn này. Ui trời ơi, tao sợ mày quá cơ. Làm người ta hết cả hồn. Ok, thính thả đầu kia rồi. Úi dồi ôi, định bắn nhau à? Bố mày quay lại chơi luôn. Ơ, ui. Ê, lầy đi. Đú với lại buggy này. Chúng mày đừng tưởng đi xe học sinh là tập làm học sinh được nha. Vâng, ba thằng ba bộ áo quần học sinh. Đi xe học sinh. Chất VL. Tao sợ chúng mày quá cơ. Xem có đồ gì mà hổ báo nè. Ui dồi ôi, cũng nghèo. Vâng, chả có con khỉ gì ngoài cái bộ áo quần học sinh ra. Mũ ba này. Vâng, nghèo rích mồng tơi.
nghèo rơi sắc mướp, đéo còn gì để mà lút, chán thế. Cái bọn này đúng nghèo, chắc là đi lút dạo rồi. Thế cũng đứng lại gạ người ta, vô lý. Đến sau không có súng ống to thì tốt nhất là đi đừng có gạ bắn với người ta nha. Ây à, thiệt là khó không? Gặp mấy thanh niên hứng chó. Cái định mệnh nó đưa. Vâng, không AUG thì cũng là M249. Khốn nạn đến thế là cùng. Không cho nổi một khẩu M24 luôn. Chán thế, trận này tính làm combo với lại AK M24. Thế đích nào. Cần lắm một khẩu sniper. Tôi mong quả tính này sẽ cho ra một khẩu súng gì đấy MK14 cũng được. Ui dồi ôi, tinh cơ đâu mà lắm vậy. Có hết AUG đến Groza. Một bé này. Này thì đố với cửa rô ra này. Ít máu này. Bơm máu cái nhẹ nào. Hết hồn, cứ tưởng là mình nằm trước nó cơ. Nằm trước nó thì hơi vô lý. Ok, full 2 súng thính, full silent. Cái này nó đéo liên quan. Cần snip thôi. Này cũng combo hai súng tinh nha anh em ạ. Khốn khổ thế là cùng. Chán quá. Đang nhẽ phải có một súng tinh, một súng sniper kìa, bắn nó mới chất lượng được. Còn bắn như này mà gặp cái bo khó là chết ngay. Ủa, bót hay người vậy ta? Rồi, chạy rồi. Và những pha tiếp theo sẽ bị nó tương bom lại. Và chắc chắn là như thế. Và bò trước rồi tính. Bạn nó công lên này. Tao sợ chúng mày quá cơ. Chơi tâm đuối luôn. Bố mày đéo cần tâm. Ui dồi ôi, bật tâm lên nó giật lên tới nóc. Ui dồi, khẩu Groza bị lỗi tâm à ta. Vãi xoài. Thế đấy nào.
tâm nó nhảy nhảy thế kia thì bắn tới đấy nào được. Cạn lời, chúng ta chạy thôi, không thể lút được bọn này được. Còn bạn nó giết mình ngay. Thì những cái bo cuối thì các bạn tốt nhất là đi team thì lúc đầu thì ok, chứ còn đi lẻ như mình như này thì bỏ qua đi, không tham lút cho lắm, tại vì đồ mình cũng đủ rồi. Còn snip thì bọn này chắc chắn là sẽ full hai dòng tanker thôi. Ui dồi ôi, cái éo gì vậy? Gặp quái xế rồi, súc vật. Ôi, quyết tâm cán cho bằng được mình kìa, vãi nồi. Ui ôi, cái tâm của đồ ra tao lại mày, nó thế đấy nào, lầy thì cán tao lầy, còn khổ thế. Lâu lâu cái tâm nó cứ giật 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 thế kia thì bắn kiểu gì, vãi nồi. Đến nỗi cạn lời nha mọi người, chả hiểu Rosa bị lỗi gì nữa. Game ở phiên bản China nó vẫn còn lỗi thì thực sự về bản Việt Nam nó cũng lỗi thôi. Thằng kia chắc là thằng cuối cùng của cái team mà mình giết đấy. Mình chơi rất là thú tính, đâm xe thôi, không bắn nhau. Úi dồi ôi, thằng này mắt tinh thế. Lầy thì mắt tinh này. Mình sẽ chạy móc trên này. Đấy, bạn nó xuống cứu kìa. Ôi thôi xong rồi, vĩnh biệt. Cái định mệnh. Ngồi một đống thế kia thì thôi xong rồi. Rosa nó xấy vỡ mồm. Chạy thì đang còn khó chứ còn ngồi một chỗ thì easy. Ôi thôi xong rồi, Rosa còn 40 viên đạn thế này đi đánh đấm cái gì. Còn 58 viên. Không biết X8 có lắp được cho Rosa không. Theo như trí nhớ của mình thì là không. Mình gãy rồi. Quên lấy cái X4 để có thể táp xa bằng Rosa cho nó mệnh. Với lại Rosa táp xa nó bá lắm. Bắn rất là phê. Mình quên nhở. Mình thì mình thích cho Rosa tầm gần thôi, không thích bắn xa. Tại vì tầm gần cái khẩu này bắn rất là bá. Còn mình thì mình chả thích cái dòng mờ cái dòng đạn nam mà đem bắn xa bao giờ, chẳng qua không có súng thôi, chứ combo của mình thì phải có là K98 với lại M24 nó mới sướng, ít nhất phải K98. Nhưng cái số phận nghiệt ngã thì trận này không nhặt được khẩu nào.
còn 4 thằng nữa. Lại mò ra kia, đùa tao à? Mò ra kia. Rồi, còn 3 thằng nữa. Úi dồi ôi, như thằng nào vừa giết bạn bên Nhật. Vâng, tiếng Nhật hiện lên rất là gắt. Tiếng khựa đã ăn được tiếng Nhật. Vâng, vì rượu. Xong rồi, qua cánh đồi này thì là nơi chôn thây của mình. Không lên được rồi. Ui dồi ôi, không thể lắp được anh em ạ. Khó rồi. Không được thì cũng phải được thôi. Còn 2 thằng nữa. Vẫn ở ngoài bo. Hay à, thiệt là khổ. Cầm cái combo chả tự tin chút nào. Thiệt là quá đáng. Một game chả lấy nổi một khẩu sniper. Chạy long nhong nhỉ. Bốn viên rồi. Thằng này trâu vậy. Một viên vào chân và 3 viên vào người. Chạy xuống đây. Ui dồi ôi, nó trâu vậy. Ui cái định mệnh. Ui đậu phộng nữa. Trời ơi, còn 2 thằng, cứ tưởng là còn 1 thằng cơ. Thế đấy nào. Chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây rồi. Tiếc quá.